Vào lúc 13h30 phút ngày hôm nay trên quốc lộ 1A, một chiếc xe container chạy theo hướng Bắc vào Nam qua địa phận huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trong khi di chuyển đến xã Kỳ Đồng do gặp một chiếc xe máy chưa rõ biển kiểm soát đi cùng chiều, lạng lách đánh võng. Để tránh được tai nạn xảy ra, lái xe container đã đánh xe và lao xuống ruộng. Chiếc xe container bị lật nhào và đâm xuống thửa ruộng cạnh đó. May không có thiệt hại về người. Khi tất cả 21 xã trên địa bàn nếu có một vụ tai nạn xảy ra thì được công an xã điền báo ngay lập tức, cho nên đội công an, đội giao thông con huyện sẽ có mặt ngay kịp thời. Thứ nhất, thứ hai là chúng tôi đã bố trí cho lực lượng công an xã có mặt trong thời gian nhanh nhất để tìm cứu người bị nạn và bảo vệ hiện trường. Nhận được tin báo, công an xã đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện Kỳ Anh ra hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc. Điểm đáng chú ý là đoạn đường này rất nhiều thanh niên đi xe máy không tuân thủ luật an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại qua đoạn đường này.